đối với Gia vì cơ bản cậu ấy đã tham gia rất là nhiều phim lớn rồi, những bộ phim như là Em Chưa 18 này, Hùng 33 Gia Con Gái này, cho nên về cái diễn xuất thì Gia đã đủ cái độ chính mà mình tin là khi mình giao cho Hoàng cho Gia thì Gia sẽ thực hiện được. Và trong quá trình tập luyện với mình thì cậu ấy cũng là một trong những diễn viên mà dành rất nhiều thời gian để tập để có những cái pha đánh võ mà phù hợp tốt nhất cho vai diễn của mình. Chào mọi người, và lần này Gia tham gia bộ phim Võ Sinh Đại Chiến cũng với vai diễn là phản diện, vai tên là Cao Thiên Hoàng, là một võ sĩ MMA. Để có những cái bài đánh đẹp trên màn hình mà các bạn thường thấy, phải đánh làm sao cho đúng nhịp, đúng cái beat, đúng cái tốc độ của mà anh Cascara đánh. Cũng có thể khi mà mình lên trên set thì mình sẽ tùy vào cái môi trường xung quanh để mà mình thay đổi một chút xíu. Tại vì nhiều khi mình tập trong phòng thì nó khác, nhưng mà ra set thì nó lại khác. Đó là cái quá trình mình làm. Hết sân. Môn võ MMA mình đóng trong phim thì cái võ đó nó gồm có những cái môn như là striking, grappling là hai cái được thấy nhiều nhất. Thì trong striking là gồm có boxing, taekwondo, kickboxing, muay thái, grappling là những môn judo hay vật tự do hay là Brazilian jiu-jitsu hay jiu-jitsu, thì nó tổng hợp lại với nhau ra được môn võ MMA. Mình đã học võ từ lâu rồi, từ trước mình đã học rồi. Nhưng mà sau khi lâu phim mình phải trải qua thêm 3 tháng để mình tập luyện võ điện ảnh nữa. Phải trải qua 3 tháng đó phải nhường nhịn hết rồi mình mới được vào đây. Tại vì có rất là nhiều cảnh nguy hiểm mà mình bắt buộc là phải đi học vào cái lớp đó. Được trước mình muốn nói là không được thử dù chỉ một lần. Gãy xương gãy cổ không ai chịu đâu các bạn.